Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ siêu quậy tí hon, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chút chơi, 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 32, 22 giờ 15 phút tình trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 6, 23 giờ 20 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao, 23 giờ 40 phút người chiến thắng. Chương trình rạng sáng ngày 20 tháng Giêng gồm có 1 giờ 50 phút sân khấu về khuya Tấn Tài nguyện làm người hát rong, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Xin lỗi tình yêu tập 20, 3 giờ 30 phút thế giới giải trí, 3 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Xin chào. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Đồng Tây tổ chức thực hiện. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ cho chương trình này. Chắc hẳn quý vị đã từng quen thuộc với những cuộc thi đấu thể thao thông thường. Ở đó, các vận động viên lực lưỡng, khỏe mạnh. Còn ở Siêu Quậy Tí Hon, các thí sinh của chúng ta nhỏ bé về kích thước nhưng thành nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Bảo Việt, 15 tháng tuổi, cân nặng 10kg, sở thích thích chơi xe, cầu tuột, đọc sách hình. Hạng Rùi, thí sinh Dân Khanh, 4 tuổi, cân nặng 20kg, sở thích hay hỏi. Hạng Nặng, thí sinh Sông Toàn, 7 tuổi, cân nặng 44kg, sở thích vẽ và chơi trò chơi. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Uyên Thi, 15 tháng tuổi, cân nặng 10kg, sở thích là thích mẹ đọc sách cho nghe, đặc biệt thích cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Hạng Rùi, thí sinh Thái Thanh, 4 tuổi, cân nặng 18kg, sở thích học đàn và di tính. Hạng Nặng, thí sinh Ngọc Khánh, 7 tuổi, cân nặng 40kg. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Nguyễn Luân, 15 tháng tuổi, cân nặng 11kg, sở thích là thích nghe nhạc, đá banh và lộn mèo. Hạng Rùi, thí sinh Việt Linh, 4 tuổi, cân nặng 18kg, sở thích là múa hát. Hạng Nặng, thí sinh Bích Ngọc, 7 tuổi, cân nặng 40kg, sở thích là âm nhạc, thể thao và xem phim hoạt hình. Đầu tiên, mời quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Đây là giải đấu dành cho các thí sinh nhỏ tuổi nhất của mỗi đội. Và trò chơi mà các thí sinh tham gia ngày hôm nay chính là đua xe đẩy giành giải quán quân. Nào, mỗi thí sinh sẽ đẩy xe từ vạch xuất phát đến đích là vạch trắng ở đằng kia. Nếu thí sinh nào đến đích trước sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Thí sinh nào đến thứ nhì nhận được 2 điểm. Và thí sinh cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm. Rất đơn giản. Nào, khi chú Đình Toàn phất cờ thổi còi thì các bạn bắt đầu xuất phát. Phụ huynh nhớ 1, 2, 3. Dạ dạ hay quá, nhanh lên, cố gắng lên. Nào, màu xanh, Messi, đi. Hey, đúng rồi,
Nhanh lên. Bây giờ đi không? Messi. Quẹo vô. Đúng rồi. Đi con. Cố lên. Chút nữa con, thả lên. Yeah. Nào, xin mời các phụ huynh ẵm ba thí sinh trở về đây. Dạ, xin mời ẵm lên. Sau rất nhiều nỗ lực của cả trọng tài, của cả những người trợ giúp và các thí sinh, chúng ta cũng có được kết quả. Đội màu đỏ giành được 3 điểm. Yeah. Màu vàng nhận được 2 điểm. Và sau rất nhiều giận dỗi, sau rất nhiều mít ướt và khóc nhè thì đội màu xanh cũng đã đi đến đích và nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Kết thúc vòng đua xe đẩy tranh giải quán quân, đội đỏ được 3 điểm, xanh 1 điểm và vàng được 2 điểm. Xin cảm ơn cả 3 thí sinh và đặc biệt cảm ơn phần trợ giúp của các phụ huynh. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị lại đến với giải vô địch hạng rùi của chúng tôi. Giải vô địch hạng rùi dành cho các thí sinh ở lứa tuổi trung bình của mỗi đội, không phải lớn nhất cũng không phải nhỏ nhất. Và trò chơi mà hôm nay các thí sinh tham gia đó là tìm vỡ. Đôi khi chúng ta, những bậc phụ huynh, luôn luôn chọn sẵn những đôi vỡ và thậm chí mang giùm cho con cái chúng ta nữa. Nhưng nếu để các bé tự tìm kiếm thì sao? Chúng ta hãy cùng xem các thí sinh hạng rùi của chúng ta nha. Nào, cả 3 bạn. Bây giờ, chú Đình Toàn sẽ phát cho mỗi bạn một chiếc vớ. Hãy nhớ nhìn thật kỹ chiếc vớ của mình, bởi vì ở trên kia chú Toàn có rất nhiều chiếc vớ khác nhau. Nhiệm vụ các con là nhìn cho kỹ, sau đó chạy phía lên đó và tìm đúng chiếc vớ của đôi vớ mình nhận được. Nhớ nha. Dạ, ai mang về đôi vớ đầu tiên đúng và nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh về nhì sẽ nhận được 2 điểm và thí sinh cuối cùng nhận được 1 điểm. Nào, cầm lấy chiếc vớ của con đội đỏ. Cầm lấy. Con cầm lấy chiếc vớ của mình. Con cầm lấy chiếc vớ của mình. Cả 3 thí sinh nhìn thật kỹ những chiếc vớ của mình. Nhìn kỹ chưa? Kỹ chưa? Đội đỏ, kỹ chưa? Chắc chắn là không nhầm lẫn không? Chắc không? Chắc nha. Rồi, nhìn cho thật kỹ. 1, 2, 3. Xuất phát. Cẩn thận coi chừng lộn, thấy chưa? Tôi đã nói là nhìn thật kỹ mà. Tôi không biết đúng hay không. Cầm về so thử, nếu lộn thì chạy lên. Xanh, vàng. Con tìm được chiếc vớ của đội con không? Tìm coi, chạy về dòm lại một lần nữa. Chạy về dòm cho thật kỹ một lần nữa. Rồi, chạy lên tìm. Đúng không? Đúng chiếc vớ con cầm được không? Đúng không con? Nếu đúng rồi thì chạy về, còn chưa đúng thì lựa tiếp. Về hay lựa tiếp? Thôi chạy về. Hết giờ. Tôi phải xem xét các bạn đây. Nào, cả 3 thí sinh cầm đôi vớ của mình và bước ra phía trước. Cầm đôi vớ của mình, nhanh lên. Cầm đôi vớ của mình và bước ra phía trước. Mời bạn bước ra đây. Đội vàng, bước ra đây. Đội đỏ ơi, bước ra đây, nhanh lên. Các bạn xích qua đây. Nào, chúng ta nhận thấy là đội màu xanh đã đặt chiếc vớ của mình về vị trí đầu tiên. Tôi xem nào.
Wow, đó là một đôi chính xác và bạn nhận được 3 điểm cho đội của mình. Màu vàng đạt xuống thứ nhì và nhận được 2 điểm cho đội của mình. Màu đỏ giơ hai chiếc vớ lên tôi xem nào. Giơ cao lên. Nãy giờ cứ mãi phân vân và kết quả bạn nhận được là 2 chiếc vớ từ 2 đôi vớ khác nhau. Tuy nhiên, theo điều lệ của giải, bạn vẫn nhận được điểm và đó là 1 điểm cho đội của mình. Kết thúc cuộc thi tìm vớ, số điểm của đội đỏ là 4 điểm, xanh 4 điểm và vàng 4 điểm. Cảm ơn quý vị đã cùng các thí sinh hạng lùi của chúng tôi theo dõi trò chơi tìm vớ. Bây giờ chúng ta lại cùng đến với trò chơi tiếp theo. Sau rất nhiều nỗ lực ở trò chơi đầu tiên, bây giờ các thí sinh chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi. Và trong khi nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục đến với trò chơi thứ hai đơn giản hơn, đó là trò chơi thi uống sữa. Mỗi thí sinh sẽ cùng được cung cấp một bình sữa với một lượng thể tích sữa như nhau. Và thí sinh nào uống hết trước tiên trong vòng thời gian 2 phút thì sẽ nhận được 3 điểm. Và thí sinh uống hết kém hơn một chút sẽ nhận được 2 điểm. Và thí sinh còn nhiều sữa nhất trong thời gian 2 phút sẽ nhận được 1 điểm. Nào, Đình Toàn rất cần sự trợ giúp của quý phụ huynh. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu cho các bé bước vào cuộc thi uống sữa. Bắt đầu. Wow, đội đỏ. Wow, uống sữa đi con. Uống sữa kìa, cầm bình sữa kìa. Đây, cầm bình sữa, cầm bình sữa. Đây. Hay quá. Không, không biết có phải là đói không, mà chúng tôi nhận thấy thí sinh ở đội màu xanh bây giờ thì uống rất nhiệt tình. Nhớ trong cuộc thi uống nhưng không được ngủ nha. Việt ơi, nằm xuống uống sữa con, nằm xuống. Hát đi. Uống đi. Nào, sắp hết giờ rồi. Ba thí sinh cố gắng, cố gắng, nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Bạn màu đỏ uống sữa chứ đừng có tháo dài. Chúng ta thi uống sữa chứ không thi tháo dài. Và bây giờ thì hết giờ rồi. Dừng lại để xem. Màu đỏ còn 90. Rồi bây giờ tôi uống thoải mái 90 luôn. Nào con cầm lấy. Wow, rồi chú Tàn đã nhận thấy rồi. Và bây giờ chúng ta phải cần công bố điểm của cả ba đội đây. Đầu tiên đội màu xanh uống được nhiều sữa nhất và nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Màu vàng và màu đỏ, mỗi thí sinh đều đang có một lượng sữa bằng nhau. Và cả hai đội đều đạt giải nhì và mỗi đội nhận 2 điểm cho đội của mình. Sau phần thi uống sữa, đội đỏ đang được 6 điểm, đội xanh vươn lên 7 điểm và đội vàng 6 điểm.
Wow, thích quá đi. Cảm ơn các thí sinh đã hoàn tất phần thi ở giải vô địch Hạ Long. Chúng ta cùng trở lại với giải vô địch tiếp theo. Các thí sinh hạng ruồi của chúng tôi đã trở lại rồi, và họ sẽ trở lại và cống hiến cho quý vị một phần thi đấu rất hấp dẫn trong trò chơi mang tên Thầy Tả. Nào, cả ba thí sinh, chú Toàn hỏi ở nhà ai có em bé giơ tay lên. À ha, con có bao giờ thấy mẹ thay tả cho em bé chưa? Dạ rồi. À, vậy thì con áo đỏ ở trò chơi trước, đội của con chỉ nhận được 1 điểm, cho nên con hãy cố gắng ở trò này chơi thật nhanh để mang về 3 điểm cho đội mình. Đồng ý không? Nhớ nha, hãy cố gắng lên. Và trò chơi như sau: các thí sinh chúng ta sẽ bắt chước mẹ của mình thay tả cho bé, tức là mở cái tả bé đang mặc ra, sau đó bôi phấn và thay cho bé một cái tả mới. Nhớ nha, hãy làm theo cách của mình, và trong vòng 2 phút, thí sinh nào thay tả cho bé nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm, đội nhanh nhì nhận được 2 điểm, và đội nhanh chót được 1 điểm. Nào, bây giờ thì chú Đình Toàn sẽ tặng cho mỗi bạn một cái tả mới. Hãy cẩn thận, hãy sẵn sàng, và 2 phút dành cho giải vô địch hạng ruồi bắt đầu. Thay tả cho em đi con, thay tả đi. Đúng rồi, phải làm cái gì nữa đây? Bộ phấn không? Bộ ở đâu? Ở đằng sau nữa, hay quá, ít quá nhiều vô. Bộ phấn nhiều vô. Bôi phấn phải cẩn thận với tôi chứ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thay tả. Ai thay nhanh hơn nào? Nhớ là chúng ta chỉ có 2 phút thôi nha. Rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ các bạn giỏi hơn tôi đấy. Bạn biết trong miếng tả có băng keo sao? Wow! Thế còn Giang? Đã. Cố gắng lên. Để mình thua lên. Mở ra. Đúng rồi. Đặt em vào. Em ở đâu? Đúng rồi. Đây là những giây phút cuối cùng. Đội đỏ cố gắng lên nào. Lẹ lên. Kịp không? Hết giờ rồi. Dừng lại. Chúng ta cùng đem xét nào. Đội màu vàng chắc chắn là tả không bị tuột ra chứ, giỏi lắm. Thế còn đội màu xanh, wow, lần sau lật em bé nhẹ nhẹ chứ đừng có đập lăm như vậy, em chúng ta sẽ khó chịu nha. Còn màu đỏ, sau khi có thông báo hết giờ của trọng tài thì cũng đã mặc đồ tả cho em bé rồi. Hãy thì chúng ta nhanh tay hơn là hay lắm rồi. Đâu, đã tới lúc phải công bố điểm đây. Đội màu xanh hoàn thành đầu tiên và nhận được 3 điểm. Yeah. Ôm em mình hôn một cái nồng nàn. Đúng rồi. Đội màu vàng nhận được 2 điểm cho phần thay tả của mình, và đội màu đỏ vẫn trung thành với 1 điểm của phần thay tả cho mình. Và kính thưa quý vị, vậy là giải vô địch hạng ruồi của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả ba thí sinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Sau cuộc thi thay tả, số điểm của đội đỏ là 7 điểm, đội xanh 10 điểm và đội vàng là 8 điểm.
Wow, chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn đây, bởi vì các thí sinh của chúng ta lớn nhất, khỏe mạnh nhất, khéo léo hơn và chắc chắn là cũng đồ còn nhất. Và trò chơi mà ngày hôm nay các thí sinh sẽ tham gia đó là truyền cá viên. Đình Tàng cũng rất thích ăn cá viên chiên, nhưng mà truyền thì chưa bao giờ. Để xem các thí sinh chúng ta sẽ làm công việc này như thế nào đây. Nào, trước mặt mỗi bạn đều có một dĩa cá viên chiên. Nhiệm vụ của các bạn là dùng đũa gấp mỗi lần một viên thôi, di chuyển đến bụng của mình và bỏ vào đĩa trước mặt. Nếu như giữa đường làm rớt xuống thì chúng ta bỏ luôn và phải quay trở về chỗ và gấp một viên mới. Đừng nhặt đồ ăn ở dưới đất, mất vệ sinh lắm, đồng ý không? Và trong thời gian 2 phút, nếu như đội nào mang về nhiều cá viên chiên nhất sẽ nhận được 3 điểm, đội về nhì nhận được 2 điểm và đội cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Cho nên cả ba hãy cùng cố gắng. Nào, đội màu đỏ, bạn dùng đũa để ăn món gì? Ăn cải sao. Cải sao? Ăn cá chiên. Cá chiên. Ăn canh chua. Ăn canh chua bằng đũa hả? Mồ cũng lạ ha. Vậy thế còn đội màu vàng, bạn ăn cá viên chiên khi nào? Dạ, ăn buổi chiều. Ăn buổi chiều, vào ngày nào trong tuần? Ủa còn mấy ngày kia sao không ăn? Dạ ăn cơm. À, mấy ngày kia phải ăn cơm, thứ bảy mới ăn cá viên chiên. Vậy còn đội màu xanh, mùi vị cá viên chiên như thế nào? Dạ thơm, mùi vị cá viên chiên. Nó là sao? Nó thơm. Nó thơm, thơm mùi gì? Dạ thơm mùi cá. Đương nhiên rồi, là cá viên chiên thơm mùi thịt, đúng không? Nào, cả ba thí sinh đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Hãy cho mọi người. Wow, đội màu đỏ, bạn xuất phát rất nhanh. Màu xanh, đúng rồi, cố gắng lên. Hãy cho mọi người thấy các bạn khéo léo như thế nào. Cẩn thận đừng để rớt dọc đường, uổng lắm nha. Đình Toàn nhận thấy màu đỏ, bạn xuất phát rất nhanh và rất khéo trong việc sử dụng đôi đũa. Màu vàng cũng khá lắm. Cẩn thận. Giỏi quá. Wow. Màu vàng cũng rất là giỏi. Hết giờ. Cả ba thí sinh xin mời bước lên đây. Chúng ta cùng xem xét những gì mà các bạn làm được nào. Rồi, mời ba thí sinh lùi về đây. Nhanh lên. Tà-đan. Yeah. Với đôi mắt tinh tường, với lòng phân minh, tôi quyết định. Đội màu đỏ, các bạn mang về nhiều cá viên chiên nhất và được 3 điểm. Thế còn hai đội này, đội màu vàng nhận được 2 điểm. Và màu xanh, bạn khiêm tốn nhất nhường sân chơi lại cho cả hai người bạn của mình. Bạn nhận được 1 điểm về cho đội màu xanh. Wow, cảm ơn cả ba thí sinh và chúng ta hãy cùng chờ đợi họ ở trò chơi tiếp theo. Kết thúc phần thi truyền cá viên. Điểm của đội đỏ là 10 điểm, đội vàng 10 điểm và đội xanh vươn lên 11 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng nặng và cùng gặp lại ba thí sinh của chúng tôi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trò chơi thứ hai mà họ sẽ tham gia thi đấu là gì. Đó là
tên nghe rất dài, nhưng luật chơi thì đơn giản thôi. Nào, ba thí sinh, trước mặt các bạn có rất nhiều những chướng ngại vật, nhưng quan trọng hơn là phía trên cùng mỗi đội đều có được 3 quả bóng. Lần lượt các bạn từ điểm xuất phát vượt qua các chướng ngại vật đầu tiên. Bò qua, không được làm ngã chướng ngại vật nhớ nha. Sau đó nhảy qua chướng ngại vật thứ hai, lấy một quả bóng, tiếp tục nhảy qua chướng ngại vật, bò về. Tôi nhắc lại, không được chạm vào khung. Wow. Và sau đó đặt lên vị trí của mình. Nghe đây, đội nào mang về 3 trái banh đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm, đội về nhì nhận được 2 điểm, và đội cuối cùng chắc chắn là chỉ nhận được 1 điểm thôi. Hãy khéo léo, hãy nhanh nhẹn, và tôi nhắc lại, không được đụng vào các chướng ngại vật, cũng như cẩn thận coi chừng té. Nào, ba thí sinh, các bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Lớn hơn một chút, sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Cẩn thận, không được đụng ngã. Đội đỏ, tôi nhận thấy các bạn luôn luôn nhanh nhẹn. Xanh và vàng thì đang ganh đua với nhau. Cẩn thận nha. Xanh đã vượt lên. Đỏ, cẩn thận nào. Và bây giờ thì đội đỏ còn một trái banh cuối cùng. Xanh với vàng, chúng ta đã xác định được người đầu tiên rồi. Xanh vượt lên. Xanh hay vàng, ai là người đặt bóng đầu tiên đây? Yeah! Wow! Cả ba đội đều rất nhanh nhẹn. Và bây giờ mời các bạn cùng tôi bước ra ngoài đây. Và tất cả chúng ta đều đã chứng kiến thí sinh đội đỏ, bạn rất nhanh nhẹn và mang 3 quả bóng đầu tiên về cho đội của mình. Bạn nhận được 3 điểm. Tôi thì hồi hộp chờ xem xanh và vàng ai là người đặt bóng lên đầu tiên. Và tôi nhận thấy rằng đội màu xanh đặt bóng sau màu vàng cho nên màu xanh nhận được 1 điểm. Và màu vàng bạn được 2 điểm, hãy vượt lên đi nào. Cảm ơn cả ba thí sinh và chúng ta đã kết thúc vòng vô địch hạng nặng rồi. Chúc mừng cả ba bạn. Tay đâu. 2, 3. Và kết cuộc, điểm của đội xanh 12 điểm, đội vàng 12 điểm và đội đỏ vươn lên 13 điểm. Kính thưa quý vị, như vậy là cả 3 vòng đấu của siêu quậy tí hon ngày hôm nay đã khép lại rồi. Với kết quả, đội màu vàng và đội màu xanh đồng đoạt được 12 điểm và cùng nhận huy chương bạc với giải thưởng là một phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua đồ chơi trị giá 1.200.000 đồng dành cho mỗi đội. Và đặc biệt, đội màu đỏ nhận được 13 điểm và xuất sắc giành được huy chương vàng với phần thưởng là một phần quà của nhà tài trợ và 3.000.000 đồng. Kính thưa quý vị, chương trình Siêu Quậy Tí Hon do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Diana ngày hôm nay đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Chào tạm biệt.